Hello anh em ha, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm full set ngắn coffin ha, sao cho nó thẳng thốn và cái cách mình pha cái màu Milky White ha. Thì trước tiên thì mình sẽ cắt hai bên vào ha. Chúng ta phải bắt đầu từ hai cái khóe ha, cắt chẻ vào một xíu. Đó thì mình dễ dàng hơn trong việc dỗ xếp ha. Đó. Sau khi mà mình ấy rồi thì mình sẽ tiến hành dỗ xếp hai bên vào ha. Đó. Thì chúng ta chỉ nên bắt đầu từ hai cái mép khóe, chúng ta dùa chẻ vào nha. Đó, dùa sao cho nó có một độ ốm vào vừa phải và nó thẳng thốn, nó đều nhau là được nha. Thì những cái móng không quá dài như thế này thì mình không nên dùa cho nó quá tóp ha, vừa phải thôi. Thì mọi người mỗi cách dũa ha. Đây là cái cách mình làm một cái bộ coffin dành cho những cái móng ngắn hoặc medium như thế này. Đó, thì bạn chỉ cần thẳng tay khách ra và dũa sao cho nó thẳng thốn là được ha. Thì trước khi đắp bột thì chúng ta nên dũa cho thiệt là chuẩn ha. Đó, trước khi chúng ta đắp bột thì luôn luôn chúng ta phải dũa cho cái shape nó chuẩn trước, sau đó chúng ta đắp bột để giữ shape thì cái tay nó ra nó sẽ gọn hơn và chúng ta không cần phải chạy máy nhiều ha. Đó, lưu ý là anh em nào mà muốn cái shape nó không có bị bè, không có bị bầu thì trước khi đắp bột chúng ta phải dũa shape cho thiệt là chuẩn trước ha. Đó, mình dũa cho thiệt là chuẩn ra mình đắp bột kết hợp giữ shape, vừa đắp vừa giữ shape thì lát nữa mình sẽ không cần phải dũa quá nhiều ha. Thì cũng không có gì khó khăn đúng không? Chúng ta chỉ cần kéo thẳng nha, kéo thẳng chứ đừng có kéo cong nha. Đó, phải có một cái đường thẳng. Coffin này thì chúng ta nên kéo một đường thẳng hai bên vào. Đó, chéo chứ. Nói chung là chéo dao cho nó thẳng thốn chứ đừng có để cho nó bị bầu ha. Đó, phải kéo cho thiệt là thẳng thì cái shape chúng ta ra nó mới thẳng thốn được nha. Đó. Thì chúng ta sẽ bao cái đường vệt nối giữa móng giả và móng thiệt trước ha. Đó. Thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu phá cái màu Milky White ha. Đây là một hũ clear và một hũ bù trắng. Thì mình đổ vào 50% clear ha, 50% hũ. Đó. Và mình chỉ đổ một xíu màu trắng thôi ha, một xíu thôi, một ít thôi ha, không đổ quá nhiều nha. Chúng ta đổ vừa phải, một xíu thôi, khoảng 5% thôi. Đó, xong đó chúng ta lắc lên. Chúng ta phá từ từ ha, không cần phải đổ quá nhiều màu trắng vô một lúc, nó sẽ ra đục quả quả trắng thì nó không có đẹp ha. Chúng ta phải cho thêm vào màu trắng từ từ ha, khi nào nó đẹp rồi thì thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đem nước ra mình đắp thử trên móng giả cho kiểm tra xem nó ok chưa. Đó. Thì pha màu trắng trong này thì anh em chỉ cần dùng bột clear và bột white, chúng ta pha lại thì chúng ta sẽ ra một cái màu Milky White rất là dễ dàng, không cần phải tốn tiền ra supply mua những cái hũ bột đó. Thì chúng ta sẽ đắp lên thử ha. Đó, thì bây giờ nó màu trắng nhưng đều nó hơi trong ha, thì cô khách này nó thích trong đục hơn một xíu nữa thì mình phải pha thêm ha. Thì những anh em nào thích màu trắng trong như vậy thì như vậy là được ha. Nhưng cô thật khách này thích nó đục hơn một xíu nữa thì mình chỉ việc bỏ thêm một ít bột màu trắng vào ha, một xíu thôi ha. Đó, một xíu vậy thôi, không có bỏ nhiều ha. Bỏ mình bỏ một lần một ít, mình coi ok chưa rồi mình bỏ tiếp ha. Còn mình bỏ một lần quá nhiều là nó sẽ không, nó quá trắng thì nó không có đẹp ha. Mình cứ phá từ từ, khi nào nó đẹp thì thôi. Đó. Thì nói đơn giản là chúng ta pha càng nhiều màu trắng vào thì nó cái màu nó càng trắng hơn, còn chúng ta pha ít màu trắng thì màu nó sẽ trong lên. Đó. Đó, bây giờ là nó ra một cái loại màu Milky White ha, nó không quá trắng mà cũng không quá trong, nó vừa vừa đó. Khi mà cái màu này chúng ta có thể xài cho Milky White và làm ombre được ha, đắp ombre pink and white, nude and white là cái màu trắng này là hợp lý nhất đó. Thì muốn biết cái màu này như thế nào thì cuối video mình sẽ chia sẻ cái finish cái bộ nail này, thì anh em có thể thấy ha, màu Milky White gì rất là dễ thương đó. Thì anh kia chị em nào mà thấy video mình chia sẻ bổ ích thì cho mình xin một like ha. Còn anh em nào chưa subscribe channel thì có thể nhấn vào nút subscribe để mỗi lần mình ra video mới nó YouTube nó sẽ báo cho anh em biết ha.
Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ cái cách đắp coffin ha, và chia sẻ cho anh em hình dung được một bộ nail nào mà nhìn sao cho nó được con mắt ha, chứ chúng ta không nên làm cho nó bẹt ra ha. Đó, mình thấy đó, rất là nhiều anh chị em đắp cái nail ra nhìn nó rất là bẹt, nó không có độ cong ha, thì nhìn nó rất là kỳ cục ha. Thì mình sẽ chia sẻ đó, mình sẽ để cục bột vào từ từ ha, mình dùng đầu cọ mình đẩy vào Kiriko trước đấy, và luôn luôn chú ý tay khách xuống 45 độ ha, chúng ta phải chú ý tay khách xuống, không được để khách tay khách song song với mặt bàn ha. Đó, chúng ta phải chú ý tay xuống, sau đó chúng ta sẽ chỉnh hai bên mép nha. Đó, tiến hành đập hai bên mép vào, hai bên mép mỏng cho nó đủ bột trước ha. Đó, và điều chỉnh khu vực Kiriko và khu vực mép trước, sau đó chúng ta sẽ chỉnh ở vòng ngoài sau nha. Đó, thì cứ từ từ thôi ha, không có gấp. Chúng ta sẽ tiến hành dầm ha, dầm Kiriko cho nó ăn vào mặt móng đó, và vuốt hai bên vào ha, luôn luôn. Đó, anh em luôn luôn vuốt hai bên vào nha. Thì khi mà mình vuốt hai bên vào thì cái shape nó sẽ giữ được, và đặc biệt là hai bên nó sẽ mỏng bớt, thì cái tay nó nhìn nó sẽ thon ha. Đó, anh chị em không nên để hai bên quá dài. Và đặc biệt khi mình làm bộ nail thì mình phải làm cho có một cái độ cong tự nhiên ha, anh em đừng có làm cho nó thẳng ra, bẹt ra nhìn rất là kỳ. Đó, thì đây là có một cái độ cong nhất định ha, lát nữa mình chỉ cần cho Kiriko nằm xuống một xíu là ok ha. Đó, thì lát nữa lúc bột khô rồi thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái form móng này ha. Đó, thì anh em cố gắng đắp bột làm sao mà để chúng ta nhìn ngang, nó có một độ cong tự nhiên và nhìn thẳng. Nó có một cái độ cong tự nhiên, chứ mình không thể nào mà đắp ra một cái bộ nail mà nhìn nó bẹt á, thẳng từ trong ra ngoài, mỏng từ trong ra ngoài thì nó nhìn rất là kỳ, hoặc chúng ta để nó dày từ trong ra ngoài thì nó nhìn cũng rất là kỳ. Mình làm sao mà đắp cho nó có một cái đường cong nhất định ha. Đó, đường cong giống như là ngọc trinh vậy đó, đó. Thì nó sẽ đẹp ha, chúng ta không thể nào mà để cho nó đuột ra như vậy thì nó nhìn rất là kỳ. Đó, thì mục đích mình chia sẻ video này tại vì mình biết có rất là nhiều anh em chưa hình dung ra được như thế nào là một cái form móng nail đẹp ha. Thì khi anh chị em nào mà không có hình dung ra được một cái form móng đẹp như thế nào thì mình không thể nào mà mình đắp và mình dụa máy dụa xếp ra được cái form móng như vậy ha. Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ cho thiệt là kỹ về cái form móng dành cho những cái loại móng ngắn như thế nào, những cái móng ngắn như thế này nhìn sao cho nó hợp lý ha. Đó, thì nó phải có một cái độ cong nhất định ha, đừng có để cho nó quá bẹt đó, nó thẳng bẹt ra là nhìn rất là kỳ. Đó, thì mình phải cố gắng đắp, mình phải hình dung ra được như thế nào là một cái form móng đẹp thì mình mới đắp và dũa ra được ha. Còn nếu mà mình không có hình dung ra được á, là mình rất là bị mơ hồ. Thì cái này hồi xưa mình làm thì mình cũng bị mắc phải cái lỗi này. Đó, thì nail nhìn từ trên xuống dưới như thế này thì nó xếp nó thẳng thốt đẹp, mà lúc mà mình nhìn nghiêng nó rất là kỳ, tại nó không có cái độ cong tự nhiên. Đó, nó rất là kỳ. Đó, thì anh em mình sẽ chia sẻ để anh em rút kinh nghiệm ha, không vấp phải những cái tình trạng giống như mình ngày trước. Đó, thì anh em cố gắng đắp làm sao để cho có cái form móng nó đẹp, nhìn nó có thẩm mỹ ha. Thì đây là mục đích mình làm video này ha, mình sẽ chia sẻ sâu hơn, kỹ hơn về đắp làm sao cho cái móng nó nhìn nó không quá dày mà cũng không quá mỏng, mà nó có cái độ chắc nhất định ha. Đó, thì mình lát nữa bột nó khô thì mình sẽ cho anh em xem ha. Thì nói chung là anh em làm, anh em phải hình dung ra được như thế nào là cái một form móng đẹp thì anh em mới đắp ra được, đúng không? Đó, tại vì tình trạng mà đắp ra cái móng tay nó thẳng đuột rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều, mặc dù anh em cũng cố gắng ha, nhưng đều khi mà mình không có hình dung ra được thì mình rất là khó để mình đắp và dũa xếp ra được, đúng không? Thì mình sẽ lát nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em coi cái như thế nào là một cái form móng nhìn nó được mắt cho những cái móng ngắn như thế này ha. Đó, thì chúng ta phải chịu khó xem video và để ý những gì mình nói ha, thì mình sẽ làm được. Đó, thì đầu tiên mình chỉ để bột lên ha, và đẩy vào chỉnh hai bên mép móng trước. Đó, hai bên mép cho đủ bột. Đó, mình nhớ dằm và vuốt thiệt là nhiều ha, tại vì
Có thể mình đắp bột lên, mình không cần vuốt nhiều dầm nhiều nó cũng được ha, nó không có sao hết, thì nó ra mỏng vẫn đẹp. Nhưng đều á, mình kê khuyên anh em là nên dầm và vuốt nhiều, tại vì để cho cái bột nó bám sâu hơn vào mặt móng và bên hông nó không, nó bám chặt hơn, thì cái tay của anh em á, lúc mà đi quay lại nó không có bao giờ bị hở hay bị líp gì hết, cái tay quay lại nhìn rất là chắc đó. Thì mục đích mình kêu anh em là vừa nhấn vừa vuốt nhiều là có lý do ha, cho mình không phải là thao tác thừa đâu ha. Thao tác làm nail này cái nào nó cũng có cái lý do của nó hết đó, thì mình không thể nào mà ăn gian được cái khâu đó ha. Đó, mình phải dặm, phải vuốt cho thiệt là nhiều ở khu vực kiriko và khu vực hai bên mép ha. Đó thì mình phải cố gắng dặm và vuốt thiệt là nhiều, tại vì cái khu vực mỏng thiệt là nó không có ăn bột bằng cái khu vực mỏng giả ha, nên cái khu vực mỏng giả mình không cần phải vuốt nhiều, nó vẫn ăn chắc vào cái mặt bột. Còn khu vực mỏng thiệt á, là nó là cái mỏng của người mình ha, nên nó không có ăn bột nhiều bằng cái mỏng giả đó, nên mình phải cố gắng dùng đầu cò ha, nhấn và vuốt cho nó ăn sát thiệt là sát vào cái mặt mỏng. Và mình dùa kỹ nữa là lát cái tay nó đi 2-3 tuần, 3-4 tuần đó, nó không có bị líp đó, thì nó rất là chắc đó. Thì mục đích của mình khuyên anh em dầm và vuốt nhiều là vậy ha, đó có lý do của nó hết. Mình đừng có nên ăn gián cái khâu này ha, phải cố gắng dầm và vuốt thật nhiều đó. Nên đắp bột thì anh em phải đắp thiệt là kỹ ha, thì cái tay nó mới đi được lâu và cái móng nó mới láng ha. Đó, đấy là đắp xong rồi ha anh em. Đó, nó cũng có giữ được một ít shape ha. Đó, và mình sẽ xấu cho anh em ha. Anh em nhìn đi, đó, ở giữa nó sẽ dày hơn hai bên ha. Hai bên mình sẽ cố gắng đắp vuốt vô cho nó có. Và khu vực nhìn, đây là nhìn dọc xuống này ha. Đó, ở giữa nó sẽ dày lên. Ở giữa này nó sẽ dày lên ha. Đó, các bạn thấy ở giữa này nó sẽ u lên dày và hai bên nó sẽ mỏng. Đó thì cái form móng này nhìn rất là tự nhiên và chắc ha. Và đặc biệt khi anh em nhìn ngang là khu vực nổi móng á, đó nó sẽ có một cái độ dai nhất định, và khu vực kiriko nó có một cái độ mỏng lai ra ha. Còn nếu nó chưa lai thì mình buộc phải chạy máy cho nó có một cái độ từ mỏng ra dai ha, nó có một cái độ lai ra tự nhiên, chứ đừng có để nó thẳng ra hoặc là nó dai ra ha. Đó, nếu anh chị em mà lười giũa hoặc không giũa là nó sẽ dai từ trong ra ngoài. Thì nhìn rất là kỳ ha, và đặc biệt khi mà cái móng tay khách mọc ra nhìn nó không có đẹp ha, nên mình phải cố gắng ha. Còn đây là dũa xếp thì anh em nhớ ha, khi cái mép hai bên này mình phải để cái dũa vào, nếu mà nó khít rồi là mình thành công ha, còn nếu nó còn bị có lỗ hở là chưa được ha. Đó, nhớ để ý ha, mình để nghiêng cái dũa thì nếu mà nó có độ khít rồi thì là thẳng thốn nha. Đó thì đây là cái cách mình cân, mình chỉ việc tỉa dũa xếp từ hai bên mép vào ha, kéo một đường xéo nhẹ và dũa đầu mặt móng thẳng là ok ha, nó ra coffin. Nhớ ha, nhớ nghiêng hai bên này nữa ha, nhớ để ý cái thao tác của mình. Đó, mình sẽ để nghiêng vậy ha, khi mà mình để nghiêng cái dũa mà nó không có lỗ hở là mình ok nhé. Mình sẽ bắt đầu dũa từ hai bên khỏe thôi ha, đừng có ăn dán lên trên nha. Đó, từ mình sẽ bắt đầu dũa có độ xẻo vào từ cái khỏe, từ cái điểm nổi mỏng á, đó từ đó đi vô thôi, đó, không có được dù ăn dán lên, đó ăn dù ăn dán lên là nó sẽ bị mất cái mỏng thiệt nha, nên mình chỉ bắt đầu từ cái khỏe thôi, từ cái khỏe này ha đi vào nha, đó không có được dù chạy cái đầu dù xếp lên trên cao quá ha, mình chỉ việc bắt đầu từ cái khỏe vào nha, đó thì nó sẽ ra cái coffin thẳng thốn thôi, chứ không có khó đâu ha. Đó, thì anh em cố gắng ha, dũa cho nó thẳng thốn là thành công ha. Đó, nếu mà nó chưa thẳng là phải dũa lại cho nó thẳng nha, đừng có để cho nó bị bầu đó. Đấy, làm coffin mà để cho nó bầu 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 nhìn nó kỳ lắm ha. Đó, thì mình phải dũa sao cho nó nét, đó, thẳng thốn từ cái điểm nổi móng ha, cái điểm ngoài cái mép đó mình dũa thẳng vào, đó là nó thành một cái shape coffin ha. Ừ.
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ha, chạy Kiriko đó, để ý ha cái đầu dùa Kiriko thân thành của mình nè, rất là dễ thương đó. Thì cái đầu này mình không có cắt được chảy máu khách nên mình tha hồ mà mình chạy ha. Đó, mình sẽ tiến hành từ mép bên phải ha, luôn luôn bắt đầu từ cái mép bên phải ha, các bạn chạy một đường vòng tròn đó. Thì đó là cách mình chạy Kiriko ha, các bạn nhớ để ý nha. Đó, mình luôn luôn bắt đầu từ cái mép bên phải và chạy tròn lên ha, là nó sạch ha. Tại vì khi mình đắp bột, mình chúi tay khách xuống và mình dập kỹ, đập kỹ rồi thì bột nó không có dính vào Kiriko quá nhiều, nên mình chỉ cần đi nhẹ thì nó tách ra được ha. Còn anh em nào mà đắp chưa kỹ thì mình buộc phải chạy Kiriko kỹ hơn ha. Còn nếu mà mình đã đắp Kiriko kỹ rồi thì mình không cần phải chạy nhiều ha. Nên tùy trường hợp anh em mới chạy cái đầu dũa sao cho nó hợp lý ha. Đó, chứ đừng bắt chước như mình đó. Thì mình đắp gọn rồi thì mình không chạy Kiriko nhiều ha. Và cái đầu dũa này á, chạy phó mỏng á, rất là bất tiện đó. Thì nên mình sẽ không chạy, dùng cái đầu này mình chạy cái phó mỏng ha. Đó, thì mình sẽ chạy thử một xíu cho anh em xem ha. Và mình thấy không có thích đó, thì mình sẽ thay cái đầu dũa medium của mình ha. Như mọi khi đó, cái đầu này chỉ dành cho chạy Kiriko thôi. Thì mỗi cái đầu dũa nó có một cái chức năng khác nhau ha. Anh em nào xài quen thì có thể xài một cái đầu. Còn riêng mình thì mình sẽ xài hai cái ha. Một cái chạy Kiriko và một cái là mình chạy cái form mỏng đó. Thì mình đầu tiên mình sẽ chạy từ ngoài vào trong ha, cho cái mặt mỏng nó lãng trước và cho cái Kiriko nó nằm trước đó. Đó là mình chạy kiểu này ha. Nhớ để ý cách mình chạy ha. Đó là cái đồ line là nó có rồi đúng không, nhưng điều hai bên nó còn dài đó. Thì mình chạy, mình sẽ chạy kiểu này ha. Đây là cách mình chạy mép bên trái ha. Đó, chạy kiểu này thì cái mép bên trái nó sẽ mỏng. Đây là cái cách mình chạy mép bên trái ha, mình chạy đó. Còn đây là cái cách mình chạy mép bên phải này đó. Thì các bạn phải để ý ha. Đó, khi cái cách chạy mép bên trái và mép bên phải nó khác nhau ha. Thì mình kết hợp chạy như vậy thì cái mỏng đó các bạn có thể thấy ha, hai bên nó mỏng, nó ôm vào ở giữa đó, là thành công ha. Đó, hai bên phải mỏng ha. Mình sẽ đi lại cho các bạn xem ha. Đầu tiên mình sẽ chạy từ trong ra ngoài cho cái mặt mỏng nó láng, và mình chạy trong khu vực Kiriko một xíu cho cái mỏng nó nằm xuống nha. Đó, đây là cái cách chạy mặt mỏng ở trên. Còn hai bên hông là mình phải chạy kiểu khác nha. Đó, hai bên hông là mình phải chạy kiểu này ha. Bên trái là mình sẽ chạy xuống kiểu này, còn bên phải mình sẽ chạy kiểu này ha. Các bạn nhớ để ý cái cách mình chạy hai bên hông ha. Đó, đó là cách bên phải và cách bên trái. Thì các bạn cứ dũa như vậy thì nó sẽ gọn đẹp ha. Đó, dành cho anh em nào mà chưa biết cách dũa hai bên hông sao cho nó ôm vào ha, là luôn luôn ha, anh em phải luôn luôn dũa hai bên hông vào kiểu đó thì nó sẽ cái mỏng hai bên nó sẽ ôm vào rất là đẹp ha. Thì đầu tiên là mình sẽ dũa ở trong ra ngoài cho cái mặt mỏng nó lãng trước ha. Các bạn thấy có một cái đường cong tự nhiên không? Đó, thì là thành công ha. Còn bây giờ mình sẽ đi hai bên mép. Đó, mép bên trái thì mình sẽ xí xuống dậy. Còn mép bên phải thì mình sẽ đi ngược lại ha. Đó, mép bên phải thì mình sẽ đi kiểu này. Thì hai bên mép nó sẽ mỏng ôm vào và ở giữa nó lãng mịn, là mình thành công ha. Đó, đây là cái cách thức mình dũa máy ha, các bạn nhớ để ý ha. Đó, thì mình chia sẻ cái cách thức dũa như thế nào đấy đó, thì các bạn chỉ việc làm một vài con khách là các bạn sẽ quen đó. Thì mình sẽ đi nhấn ngón này ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi nhấn cho các bạn xem. Đó, đây là mình đi cái mặt lãng từ trong ra ngoài, xong mình đi kết hợp móng bên phải bên trái. Đó, đó là cái cách mình hay chạy ha. Đó là thì khi mà mình không có dừng lại thì mình dũa liên tục ha, bên này một ít, bên kia một ít, khi nào nó ok rồi là mình dừng lại ha. Đó các bạn, đây là cái cách mình đi nhanh đó, thì các bạn nhớ để ý ha. Đó, thì cái móng tay nó phải có một cái độ cong tự nhiên ha. Đó, các bạn phải để có một cái độ cong tự nhiên thì nó mới đẹp ha, chứ đừng có để cho nó dày từ trong ra ngoài hoặc là mỏng từ trong ra ngoài ha. Đó, mình phải làm cho nó có một cái độ cong đó. Thì làm thì nó cái tay nó ra nó sẽ đẹp ha. Đó, chúng ta phải bắt đầu ha, chạy kiểu này. Đó, và thì bây giờ mình sẽ chạy kiểu bình thường mình hay chạy ha. Đó, nó có lý do của nó hết đó, tại sao mình qua bên này qua bên kia đó. Thì mình đã chia sẻ cho các bạn lý do tại sao mình chạy như vậy đó ha. Đó, thì với anh em nào mà
chưa đắp bột kỹ thì có thể cháy nhiều hơn. Còn mình lúc mình đắp mình vuốt kỹ rồi ấy, thì mình không có cháy nhiều ha. Chứ các bạn đừng có bắt chước mình là cháy ít ha. Đó, tùy vào cái tay khách. Khi mà cái tay nó mình đắp chuẩn rồi ấy, thì mình không có cháy nhiều. Và lúc mình cháy mình phải nhìn nữa cho nó ok chưa thì mình mới dừng. Đó, chứ anh em cũng tùy vào lúc mình đắp bột ra như thế nào thì mình sẽ chạy máy sao cho nó hợp lý ha. Nên anh em mình sẽ chia sẻ cái cách thức như thế nào để làm. Còn lúc anh em làm thì nó như thế nào là do anh em quyết định ha, và anh em biết như thế nào để xử lý nó đó. Vậy thôi. Thì sau khi mình chạy máy xong thì mình cảm thấy cái shape nó chưa có ưng ý ha, thì mình có thể kỹ hơn một chút là mình có thể dũa shape lại rồi mình buffer ha. Thì tùy vào anh em ha, có người thì không cần phải dũa lại, nhưng điều mình thì mình thấy nó chưa đẹp thì mình buộc phải dũa lại ha, không sao, nó chỉ method lâu hơn một xíu thôi, vài chục second thôi, nhưng đều ra cái tay nó gọn hơn. Đó. Chủ yếu làm nghề này là mình đã làm nghề làm đẹp rồi thì mình phải làm sao cho đẹp nhất có thể ha, đẹp nhất với khả năng của mình thôi. Đó, thì cố gắng làm cho kỹ thì cái nó sẽ thành thói quen, sau này nó sẽ tốt hơn cho mình ha. Đó, còn khi mà ẩu được vài lần rồi là sẽ ẩu hoài. Đó, đây là cái finish của mình ha. Đó, các bạn thấy cái màu trắng không? Nó không quá đục mà cũng không quá trong. Đây là mình kêu là milky white đó. Đó là xếp thẳng thốn, Kiriko tròn, sạch bột là lùng tiền được rồi hả anh em. Đó, thank you anh em đã xem video hôm nay của mình ha. Hẹn mọi người vào video kế tiếp ha. Anh em cho mình xin một like. Bye mọi người.